Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ tiếp tục trừng phạt Trung Quốc ở Biển Đông. Trong những ngày cuối cùng lãnh đạo đất nước, Tổng thống Donald Trump vẫn không ngừng gây áp lực với Trung Quốc. Một mặt, Mỹ đặt mục tiêu chống Trung Quốc quyết đoán hơn trên Biển Đông vào năm 2021. Mặt khác, Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt Trung Quốc, đặc biệt là trên phương diện kinh tế. Trong tài liệu chiến lược mới của Mỹ ở Thái Bình Dương công bố vào chiều ngày 17 tháng 12 năm 2020, ấn định những mục tiêu rõ ràng cho Hải quân, Thủy quân lục chiến và Tuần Duyên. Bộ Quốc phòng Mỹ gọi đích danh Nga và Trung Quốc là hai trong số các nước muốn làm thay đổi tương quan lực lượng tại nhiều khu vực then chốt để làm suy yếu trật tự quốc tế hiện nay. Đây là hình ảnh Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc cũng tố cáo Trung Quốc đang áp dụng các tiếp cận theo chủ nghĩa bành trướng ở Biển Đông và tìm cách tiếp lập quyền bá chủ trong khu vực thông qua các chương trình như sáng kiến, vành đai và con đường. Mặc dù tài liệu cũng đề cập đến Nga là một mối đe dọa đối với quân đội Mỹ, nhưng Trung Quốc là đối thủ duy nhất có tiềm lực kinh tế và quốc phòng tổng hợp để đưa ra thách thức lâu dài, toàn diện đối với Hoa Kỳ. Các hoạt động và thái độ của lực lượng hải quân sẽ là tập trung vào việc chống lại các hành vi xấu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên toàn cầu và tăng cường khả năng ngăn chặn ở khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương. Theo tài liệu này, hải quân của Mỹ trên toàn cầu tương tác với tàu chiến và máy bay của Trung Quốc và Nga hàng ngày và lưu ý về sự hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh và gọi Trung Quốc là mối đe dọa chiến lược lâu dài và cấp bách nhất. Tài liệu cũng nhấn mạnh chúng ta phải hoạt động quyết đoán hơn để giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh hàng ngày khi duy trì trật tự dựa trên nguyên tắc và ngăn chặn các đối thủ theo đuổi hành động xâm lược có vũ trang. Đây là hình ảnh hai tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz hoạt động trong vùng Biển Đông hôm 6 tháng 7 năm 2020. Truyền thông quốc tế đã điểm lại vụ việc mới nhất giữa Hải quân Mỹ và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua, khi Bắc Kinh tuyên bố đã đuổi một tàu chiến Mỹ ra khỏi quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền song song, trên thực tế Trung Quốc lại kiểm soát từ năm 1974 sau khi đánh chiếm những hòn đảo ở đây. Trong thời gian này, Trung Quốc cũng liên tục tổ chức tập trận và phóng tên lửa trên Biển Đông, khiến tình hình thêm căng thẳng. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng tại thời điểm đó đã phải lên tiếng yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ tập trận và nói rằng hoạt động này vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở trên Biển Đông, viết tắt là DOC. Và đối diện với tham vọng quá đáng của Bắc Kinh, tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích ở Biển Đông, lấn ép 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Chính quyền của Washington thường xuyên điều chiến hạm vào vùng để tiến hành điều mà Mỹ gọi là chiến dịch bảo đảm tự do hàng hải. Tài liệu của quân đội Mỹ cũng cho biết để có thể duy trì tình trạng trên cơ chiến lược so với hải quân Trung Quốc, vốn đã tăng gấp 3 lần về quy mô trong 2 thập niên vừa qua. Hải quân Mỹ cũng có kế hoạch hiện đại hóa các tàu nhỏ hơn, nhanh hơn và thậm chí được điều khiển từ xa. Điểm đổi mới thứ hai của tàu chiến Mỹ là sẽ chấp nhận rủi ro chiến thuật đã được tính toán và áp dụng thái độ quyết đoán hơn ngay trong các hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Thái Bình Dương, đồng thời phát hiện và ghi lại các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, ăn cắp tài nguyên và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác. Bình luận về chiến lược mới, tướng Hải quân Jay Bullman cho biết từ nay các tàu chiến Mỹ sẽ phản ứng mạnh và sẵn sàng đáp trả. Vị đô đốc này nhìn nhận chiến thuật trước đây là tìm cách xuống thang, quay thuyền lại và giảm thiểu rủi ro. Vì thế mà Hải quân Mỹ dần dần bị thu hẹp vùng kiểm soát. Không dừng lại ở mục tiêu chống Trung Quốc quyết đoán hơn trên Biển Đông vào năm 2021, những ngày qua Mỹ còn dồn dập trừng phạt Trung Quốc. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Bộ Thương mại Mỹ về việc đưa nhà sản xuất chip hàng đầu của Trung Quốc là SMIC vào sổ đen thương mại. Vào ngày 18 tháng 12, Hoa Kỳ cũng xác nhận sẽ đưa thêm hàng chục công ty Trung Quốc, kể cả nhà sản xuất chip hàng đầu của nước này là SMIC, vào sổ đen thương mại. Bộ Thương mại tại Hoa Kỳ cũng cho rằng hành động bắt nguồn từ học thuyết hợp nhất quân sự và dân sự MCF của Trung Quốc và bằng chứng về các hoạt động giữa SMIC và các thực thể đáng quan tâm trong khu liên hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Ross trong một tuyên bố cũng nói rằng bộ này sẽ không cho phép công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ giúp xây dựng quân đội của một đối thủ ngày càng tỏ ra hiếu chiến hơn. Ông Ross cho biết
chính phủ Mỹ có thể từ chối cấp giấy phép để ngăn chặn không cho SMIC tiếp cận công nghệ để sản xuất chất bán dẫn ở trình độ công nghệ tiên tiến từ 10 nanomet trở xuống. Trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News Business, Bộ trưởng Ross cũng cho biết Hoa Kỳ đã ghi thêm tổng cộng 77 công ty và chi nhánh công ty vào danh sách các thực thể, trong đó có 60 công ty của Trung Quốc. Bộ Thương mại cũng cho biết các công ty bị đưa vào sổ đen của Bộ gồm một số thực thể ở Trung Quốc để tiếp tay và cho phép các hành vi vi phạm nhân quyền xảy ra, một số thì giúp Bắc Kinh xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Trước đây, một số công ty được ghi vào danh sách đen gồm có Huawei, tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông khổng lồ của Trung Quốc và 150 chi nhánh tập đoàn ZTE vì đã vi phạm lệnh cấm vận, cũng như nhà sản xuất camera giám sát Hivision về việc đàn áp nhóm thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Và cũng ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ ngừng các hành động mà họ cho là đàn áp phi lý đối với các công ty của Trung Quốc. Đây là hình ảnh phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Theo các phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, Bắc Kinh sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các công ty của Trung Quốc. Phóng viên thường trú của đài FI nước Pháp tại Bắc Kinh Stefan cho biết thêm như sau. Các biện pháp mới nhất này của chính quyền Tổng thống Trump đang làm cho Bắc Kinh lo ngại. Nhà Trắng một lần nữa đang xoáy vào điểm gây nhức nhối nhất, đó là lĩnh vực công nghệ cao, quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Sau Huawei và ZTE, bây giờ là SMIC đã bị Washington cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Nhà vô địch ngành bán dẫn Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc khi bị đưa thêm vào danh sách đen của Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng trước và cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của tập đoàn này. Cũng trong hôm 18 tháng 12, Tổng thống Mỹ cũng đã phê chuẩn dự luật có thể cấm các công ty Trung Quốc niêm yết giá trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nếu không tuân thủ các quy tắc của Mỹ về kiểm toán. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vừa ký đạo luật cho phép các loại bỏ các công ty Trung Quốc khỏi các sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ, trừ phi họ tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán của Mỹ. Đạo luật đã buộc các công ty nước ngoài chịu trách nhiệm cấm chứng khoán của các công ty nước ngoài được niêm yết trên sàn chứng khoán nào của Mỹ nếu họ không cho ban giám đốc kế toán công ty Hoa Kỳ kiểm soát trong 3 năm liên tiếp. Dự luật vừa phê chuẩn có thể ảnh hưởng đến các đại tập đoàn Trung Quốc như Alibaba, Baidu hoặc các công ty công nghệ như Pinduoduo hoặc tập đoàn dầu mỏ PetroChina. Dự luật kể trên cũng áp dụng cho mọi doanh nghiệp ngoại quốc, không phân biệt quốc tịch, nhưng giới quan sát cho rằng mục tiêu chính là các tập đoàn từ Trung Quốc. Đạo luật này, giống như nhiều đạo luật khác có chủ trương cứng rắn hơn với các doanh nghiệp Trung Quốc, đã được Quốc hội thông qua với cách biệt lớn và bắt đầu vào năm nay. Các nhà lập pháp là những người theo đòi dân chủ, cũng lẫn những đảng thành viên của Đảng Cộng Hòa của ông Trump đã thể hiện lập trường rất cứng rắn, giống như Tổng thống chống lại Bắc Kinh. Lập trường này đã trở nên gay gắt hơn trong năm nay khi ông Trump quy trách nhiệm của Trung Quốc về virus corona đang hoành hành ở Mỹ. Và đạo luật này cũng sẽ bắt buộc các công ty công nghệ tiết lộ họ thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chính phủ nước ngoài hay không. Đây được coi là một đòn rất mạnh, giáng vào các tổ chức kinh tế là sân sau của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, vì nhà chức trách Trung Quốc từ lâu đã ngần ngại để các cơ quan quản lý ở nước ngoài kiểm tra các công ty kế toán trong nước và lấy lý do là lo ngại về an ninh quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2020 với bản tin Mỹ tiếp tục trừng phạt Trung Quốc trên Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.